Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh xinh đẹp như gái đôi mươi ở Qua Ta Sau khi phủ nhận tin bị bắt, Lý Nhã Kỳ di chuyển sang Qua Ta để dự sự kiện Fashion for Relief của siêu mẫu Nami Campbell. Vào ngày 27 tháng 10, Lý Nhã Kỳ đăng tải loạt ảnh xinh đẹp rạng rỡ ở Qua Ta nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Trong số hình, nữ diễn viên diễn chiếc máy màu nuôi có thiết kế bầy xích nhẹ nhàng kết hợp với mũ vòng tròn, kính mắt, túi sách. Dù không phải là trang phục cắt xẻ táo bảo, váy body quyến rũ hay trang điểm kỹ càng, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn được cơn mưa lời khen nhờ sở hữu vóc dáng thòn khòn cùng nhan sắc qua đỗi xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn qua hình thức bên ngoài, ít ai biết rằng Lý Nhã Kỳ đã bước sang tuổi 40 vì quá đỗi trẻ trung, rạng rỡ. Thậm chí người đẹp vũng tàu còn dễ dàng chặt đẹp dàn mỹ nhân của showbiz như Lan Ngọc, Sam, Ngọc Trinh khi đứng chung không hình. Để giữ được thân hình mảnh mai săn chắc cùng làn da căng mịn, thần thái sảng rỡ như hiện tại, Lý Nhã Kỳ luôn cố gắng thực hiện chế độ ăn uống khoa học kết hợp với chăm sóc da tỉ mỉ. Được biết, nữ hoàng thảm đỏ đang dự sự kiện Fashion for Relief của siêu mẫu Naomi Campbell ở Qatar vào thời điểm đó. Dù vừa vướng phải tin đồn bị bắt nhưng cô nàng vẫn cố gắng lấy lại năng lượng để có thể tự tin tỏa sáng tại thảm đỏ.